Chưa nào. Rồi, cảm ơn bạn Nam Hải nha. Captain Tidor đi top, phương top đánh là để đấy, ván sau. Captain Timu đi top, phun ti đi đi ngài châu ơi. Minions have spawned. You'll see more with your eyes closed. Bị điên à? Giỡn mặt mày. Mày chết cụ mày đi. Đừng có đùa với lú lù. Hơi ghê đấy. Sắp mặt lìn. Đến tóc đắn Sammy luôn. Cốc máu mày đấy, làm gì nhau? Gì đấy? Khùng này. Đập mày luôn giờ.
Sao mắt nè? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Khùng. Mình quên mình đang mắc Wii chi ta, Wii năng lần được rồi. An enemy has been slain. An ally has been slain. Vô đây. Quánh thấy bà mày luôn. Giỡn mày. Lulu tóc đánh không phải dạng vừa. Ê, đây 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 nè nè, tông 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 chơi tông tông. Dễ nhai cũng ngoại lắm. Trước khi chết tao phải xỏ thằng quỷ Ezreal đó. Xỏ mày luôn chứ Ezreal á. Ezreal mày mày ngon hả? Từ mua cái nhẫn này đi. Ra này hình như vàng 5.
không. Độc bọn mày luôn. Ôi nó ulti. Ê tính mặt ulti nó lụi cho mình mà không thành kìa. Tính ulti vào đầu mình kìa. À bọn này láo thiệt. Tính cái thằng nóng tu nó tính ulti vào người mà luôn. Nó sẽ đi thằng S riêu thọt như vậy mà cũng không xong nữa hả trời. Trời ơi. Nó có tông rồi. Phát nó chạy lẹ thế. Tao vừa tới nhà. Cho reset tiền đi. Cho cái thằng Ezreal reset tiền thì không chịu. Nữa hả? Đừng có tông em chứ. Tông đi ra chỗ khác cho mày. Tông hoài. Nữa rồi. Mệt á. Lại tông nữa rồi. Chó này. Thank you.
rồi đấy. Giờ là anh siêu mạnh này. Kiếm súng đau tím nữa là rồi. Kinh cả bắt đầu. Lô lô nhìn dễ cưng nha. Chớp 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 mắt. Mà nó kiệt sức, nó làm xài hết bao, xài hết mọi thứ cho người mình luôn. Dính ra đi. Ô tổ nó. Xài hết chiêu thức cho người mình luôn. Cờ hót. Xài mọi chiêu thức cho người mình luôn. Cái này lên đam nó không có chiêu gì để nó cân. Đa số là nó thường. Ồ, tí nữa là ăn được. Bố tổ ui ui, Sona đã đam đau nè. Sona đam không năm xị đam mẹ rồi. Rồi lên cái đầu tím nữa, bắn luôn đi thì đâu có chết đâu, còn chạy nữa mở ép dở. Con này lên đam thì yếu, đánh thì mạnh rồi đó. Đam thì mạnh á, nhưng mà không có cân được, không có cân tim được. Đam thì to rồi. Con cái mà bị hội đồng là chết. Shut down. An enemy has been slain.
Chết cụ mày đi. Nãy giờ vì mày mà tao chết mấy lần này, cay này. Chết cậu mày đi. Bố tổ Sona nữa. Sút thằng Manfai đi, đá cho sút Manfai dính Sona xong quy cho Sona là chết Sona. Trời ơi. Vậy cũng phải nói. Đầu game nhờ Ly chia cho tôi con blue nữa hết. Tự ran đi. An enemy has been slain. An ally has been slain. Shut down. Không phải mình mày có slow, tao cũng có vậy. Tao có nhiều luôn á. Đúng rồi, giết chết mỏ nó đi. Nó con chó ấy. Nó dùng mọi chiêu thức để nó giết được mình. Ừ, chết cụ mày đi. Dùng mọi chiêu thức để nó giết mình cho bằng được. Con chó này. Khốn nạn thật chứ. Thì có Morgana búp chửi mình khi đem mình đánh hết. Đập hết từng thằng.
Trời ơi, nó gãy cái kìa. Má, Sona nó gãy cái kìa. Muốn xỉu luôn. Ý là mình có kháng phép rồi nha. Gãy cái muốn xỉu luôn. Ô lao. Anh là sết vậy nè, anh được 400 vui rồi. Thua ngược thì thua với thắng với mình đâu có quan trọng đâu. Lo gì. Thua rồi thôi, sao đâu bạn. Chết cụ chứ mày đi. Lưu mày tính về cái độ búp cho đồng đội thì chùm của mẹ nó rồi. Tôi búp cho bồ thôi là chùm mẹ này. Vô cắn nó chó. Tao búp chưa. Gì đây bé. Bé tuổi. Tuổi. Đẹp mà, cái con chó Sona nó búp giảm đam nhiều thích. Giết con chó Sona. Giết nó đây. Đập nhà đó. Lulu này nó lên đam thì đội dồn đam, nói chung là đội dồn đam.